bão số 5 vừa qua, xã trạm VOT ngay quốc lộ một Bình Định nhiều nhà cửa sập đổ bão số 5 gây ra mưa lớn, nhiều tuyến quốc lộ một qua Bình Định ngập sâu trong nước, Phú Yên có 8 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 19 tàu thuyền bị chìm. Quốc lộ một qua Bình Định ngập sâu, VOT xã trạm thu phí, chở giải phân cách ghi nhận của phóng viên, đến 9 giờ sáng 31 tháng 10, đoạn qua địa bàn xã Mỹ Châu và TT Bình Dương huyện Phụ Mỹ ngập sâu trong nước. Theo báo cáo mới nhất từ Cục Quản lý Đường Bộ 3 Tổng Cục DBVN, phần bên phải tuyến quốc lộ một 1 từ 1.155 km, 1.156 km và 1.161 km, 1.164 km qua địa bàn huyện Phụ Mỹ ngập trong nước đến 0,1 m nhiều đoạn ngập sâu gần nửa mét khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc. Ông Trần Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục QLDB3 Tổng Cục DBVN, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bảo số 5 tại Bình Định cho biết, hiện đơn vị đang chỉ đạo chi cục QLDB3, hai cùng đơn vị quản lý bảo trì tiến hành cẩu, nâng giải phân cách cứng để tiêu thoát nước, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, cử cán bộ túc trực thường xuyên trên tuyến để có phương án xử lý nhanh nhất, duy trì giao thông qua khu vực, đặc biệt là tuyến quốc lộ 1. Đến 10 giờ, một số đoạn qua địa bàn Bình Định vẫn còn ngập nước. Video lực lượng chức năng nâng giải phân cách để tiêu thoát nước. Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng địa phương cũng được tăng cường để điều tiết giao thông ở những khu vực ngập nước đảm bảo an toàn về người và tài sản trước diễn biến phức tạp của bão lũ. Liên quan đến vấn đề đảm bảo giao thông quốc lộ một qua Bình Định, ông Trần Đức Trung cho biết thêm, từ khoảng 23 giờ ngày 30 tháng 10 đến 2 giờ 45 phút ngày 31 tháng 10, đơn vị đã chứng kiến và lập biên bản ghi nhận trạm OT Nam Bình Định, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư BOT Bình Định, xã trạm, không thu phí cho mất điện kéo dài. Đồng thời mưa to, gió lớn thổi từ đông sang tây nên không thể mở cabin để bán vé. Phú Yên, 8 ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn, nhiều tuyến đường xói lở nặng sáng 31 tháng 10. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị về tình hình thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra, đến nay toàn tỉnh Phú Yên có 8 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 19 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng. Cụ thể, toàn tỉnh Phú Yên có 34 nhà bị sập đổ, hư hỏng, trong đó có 8 nhà bị sập đổ hoàn toàn. 14 nhà thiệt hại từ 30 đến 50%, 12 nhà thiệt hại dưới 30% diện tích lúa mùa vụ bị ngập, ngã đổ 40 hecta, diện tích hoa màu khác bị ngập úng, hư hỏng 30 hecta. 19 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng, sạt lở kênh mương, đập và công trình thủy lợi với khối lượng khoảng 1020 m3 đất đá. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Phú Yên, các tuyến tỉnh lộ mặt đường và nền đường đất đá sói lở, bồi lớp mái ta luy, tuyến DT642 nhiều vị trí sói lở từ 0,3 đến 0,8 m. Để khắc phục thiệt hại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai tổ chức thống kê tình hình thiệt hại và hỗ trợ giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5. Tập trung kịp thời triển khai khắc phục hậu quả thiên tai sau bão, quán triệt người dân không được lơ là chủ quan, bất cảnh giác sau bão, lũ gây nên những thiệt hại đáng tiếc thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết sau bão có khả năng mưa lớn gây ra lũ và ngập lụt cần chủ động các phương án di dời sơ tán chân ở những vùng trụng thấp vùng bị ngập lụt cô lập chia cắt đến nơi an toàn